Chào mừng tất cả các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của trang web OLM. Cô có hai hình ảnh con vật sau. Các con hãy cho cô biết đây là hai con vật gì? Chính xác! Đây là con lừa và đây là con ngựa. Và trong tiết học ngày hôm nay, cô có một bài tập đọc nói về hai con vật này. Và bài đọc có tên Lừa và Ngựa. Đây là nội dung của bài đọc. Các con hãy chú ý lắng nghe. Cô đọc mẫu một lần. Lừa và ngựa. Lừa và ngựa đi xa. Lừa còm nhom mà chở lắm đồ quá. Lừa nhờ ngựa chở đỡ. Ngựa chả nghe. Vì cố quá, lừa ngã ra bờ cỏ. Thế là bà chủ xếp đồ từ lừa qua ngựa. Chúng mình cùng nhau đến với phần luyện đọc. Để đọc tốt bài đọc này, các con hãy cùng với cô luyện đọc một số từ khó nhé. Và một số từ khó như sau. Cờ om com huyền còm, nhờ om nhom, còm nhom. Lờ âm lăm sắc lắm, đờ ô đô huyền đồ, lắm đồ. Chờ a cha hỏi trả, ngờ e nghe, trả nghe. Sờ ép xếp sắc xếp, đờ ô đô huyền đồ, xếp đồ. Đọc lại cùng với cô. Còm nhom, lắm đồ, trả nghe, xếp đồ. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau luyện đọc từng câu có trong bài này. Lừa và ngựa. Lừa và ngựa đi xa. Lừa còm nhom mà chở lắm đồ quá. Lừa nhờ ngựa chở đỡ. Ngựa chả nghe. Vì cố quá, lừa ngã ra bờ cỏ. Thế là bà chủ xếp đồ từ lừa qua ngựa. Các con hãy dựa vào sự hướng dẫn của cô, luyện đọc thật nhiều để có thể đọc thật tốt bài đọc này nhé. Và bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau đến với phần tìm hiểu bài. Chúng ta sẽ tìm hiểu bài này bằng cách suy nghĩ và trả lời cho cô một số câu hỏi sau đây. Lừa và ngựa có một chuyến đi xa. Vậy theo các con vật nào mang nhiều đồ hơn? Chính xác! Lừa và ngựa có một chuyến đi xa cùng nhau, nhưng lừa còm nhom mà phải chở nhiều đồ hơn ngựa. Vậy lừa đã làm gì để giúp mình mang ít đồ hơn? Chính xác! Vì lừa còm nhom mà phải mang nhiều đồ quá, nó rất mệt. Vì vậy, nó đã nhờ ngựa mang giúp cho ít đồ. Vậy, theo các con, ngựa có giúp lừa không? Chính xác! Lừa không giúp ngựa và nó coi như không nghe thấy lừa nói gì. Khi lừa phải mang quá nhiều đồ trên một chặng đường dài, vì vậy lừa đã bị làm sao? Chính xác! Vì lừa còm nhom mà phải chở quá nhiều đồ trên một chặng đường dài. Vì vậy lừa đã bị ngã ra bờ cỏ đấy. Và câu văn này đã trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Khi lừa bị ngã ra bờ cỏ thì chuyện gì đến với ngựa? Chính xác! Vì lừa cố quá, đã bị ngã ra bờ cỏ. Vì vậy, bà chủ đã xếp đồ từ lừa qua ngựa. Vừa rồi, cô và các con đã cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài đọc Lừa và Ngựa. Vậy, qua bài đọc, các con hiểu điều gì? Rất tốt! Qua bài đọc, chúng ta hiểu được rằng ngựa không giúp lừa nên khi lừa ngã, ngựa phải chở đồ của cả lừa phải không nào? Các con thân mến, Trong tiết học ngày hôm nay, cô và các con đã cùng nhau luyện đọc và tìm hiểu nội dung của bài tập đọc Lửa và Ngựa. Bài đọc nói về mối quan hệ giữa con người với nhau trong cuộc sống đấy. Ngựa phải chịu hậu quả từ việc không giúp đỡ lừa. Nếu ngựa chịu giúp lừa một chút thì lừa đã không ngã ra bờ cỏ và ngựa đã không phải chở tất cả đồ của lừa. Cho nên giúp đỡ người khác nhiều khi cũng là giúp mình. Chắc là chú ngựa trong câu chuyện này đã hiểu ra điều đó rồi đấy. Và tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo nhé.